Vào năm 2007, UPDate chính thức phát hành thẻ bài dành cho người chơi chuyên nghiệp Machine Reborn với các quái thú chủ lực là Gadget của Yuji Muto và Ancient Gear của giáo sư Ronos trong series phim GX. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm phát hành, trong năm 2017 này, thì Konami đã làm mới hộp bài Machine Reborn này với tên gọi là Machine Reactor. Machine Reactor là bộ bài thứ 37 trong danh sách các bộ bài Yu-Gi-Oh! Phiên bản tiếng Anh, vẫn giữ lối chơi quen thuộc với quái thú chủ lực là Ancient Gear và quái thú máy móc hỗ trợ. Một bộ bài Machine Reactor Structure Deck bao gồm một bộ bài hoàn chỉnh có 41 lá, một lá bài token, một sách hướng dẫn luật chơi cơ bản, một bàn đấu có hai mặt, một mặt in hình bàn đấu, còn mặt còn lại sẽ hướng dẫn các bạn cách phối hợp các lá bài trong bộ bài để chiến thắng một cách dễ dàng. Machine Reactor Structure Deck nhập khẩu từ Anh Quốc và đang được bán tại cửa hàng đồ chơi M2, M2 Deal Store. Đã có thể đặt hàng bằng cách truy cập website hoặc gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình nha. Và bây giờ mình đã có trên tay hộp bài Machine Reactor Structure Deck rồi. Ở phía trước của cái hộp bài này, chúng ta sẽ có quái thú chủ lực của cái bộ bài. Đây chính là Ancient Gear Reactor Dragon, một con rồng bằng máy móc nha các bạn. Chúng ta có tên sản phẩm ở đây là Machine Reactor Structure Deck. Cạnh mới bên đây, nó sẽ có là tem nhãn chính hãng do M2 Deal Store phân phối ở đây và tên không lần nữa, và kèm theo đó là logo Konami, và bên này cũng tương tự. Phía trên nó sẽ có là First Edition, nghĩa là cái phiên bản phát hành lần đầu tiên. Thì trong cái hộp bài này thì toàn bộ đều là tem vàng nha các bạn. Rồi, đây là cảnh dưới của sản phẩm, ta sẽ có là cái xuất xứ cũng như là cái thông tin về cái hộp bài này, sản xuất ở đâu, địa chỉ liên hệ như thế nào. Mặt sau nó sẽ có là phần ở đây, chính là danh sách các lá bài có trong cái hộp bài này, kèm theo đó là phần mô tả cái hộp bài, tương tự có các lá bài, những lá bài tiêu biểu của cái hộp bài này, kèm theo là hình ảnh của các bàn đấu. Trong cái bộ bài này nó sẽ có là tổng cộng là 41 lá bài, trong đó bao gồm 36 lá common, 2 lá ultra rare và 3 lá super rare, kèm theo là một cái token, một cái lá bài token, một cái quyển sách hướng dẫn cho người mới bắt đầu, và kèm theo một cái bàn đấu với hai mặt, một mặt là in hình cái bàn đấu, mặt còn lại sẽ là cái sách hướng dẫn để chúng ta có thể có những cái chiến thuật hoàn hảo nhất. Và cái bộ bài tất nhiên dành cho người chơi từ 6 tuổi lên các bạn nha. Rồi, chúng ta hãy cùng mở hộp bài này. Rồi, chúng ta sẽ có đầu tiên, đây chính là cái bàn đấu của chúng ta. Cái bàn đấu này sẽ có hai mặt. Đây, mình sẽ để cho các bạn xem tổng thể một lần nha. Và đây chính là mặt sau. Chúng ta sẽ cần các bát bài sau đây để bổ sung cho nó. Thứ nhất là Invasion Redemption, Dark Illusion, Destiny Soldier và Duelist Bug Rival Pharaoh. Thì trong Duelist Bug chúng ta sẽ cần có cái con cách ghép, đó là ma pháp hỗ trợ, các bạn hỗ trợ các bạn. Và đây chính là cái chiến thuật của chúng ta. Thì nếu mà còn thời gian ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chiến thuật như thế nào luôn các bạn. Rồi, đặt cái này vào một bên. Cái tiếp theo sẽ có là một quyển sách hướng dẫn dành cho người chơi cơ bản. Thì trước đây thì Konami thường bỏ trong Structure Deck này một cái quyển sách hướng dẫn đầy đủ luôn, là thường sách màu đỏ. Tuy nhiên thì hiện nay thì do có thể là do tiết kiệm chi phí sản xuất nên thường là chỉ có mỗi cuốn Beginner Guide thế này thôi. Nói chung là cũng vừa đủ chúng ta học cách chơi các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nhân vật chính của chúng ta, đó chính là bộ bài Machine Reactor Structure Deck. Cái phiên bản của Anh thì cái bộ bài của chúng ta được làm rất là nhỏ gọn, không có to như hộp của Mỹ. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn chỉ cần thế này là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ khui hộp luôn các bạn nha. Rồi, hãy cùng xem các lá bài trong bộ bài này. Chúng ta sẽ có là Ancient Gear Gadget, một trong những quái thú chủ lực trong cái hộp bài này, dùng để tạo những combo với quái thú Ancient Gear. Nếu đó bài trường hợp bình thường, trường hợp đặc biệt, bạn có thể tuyên bố một cái loại bài, ví dụ như là quái thú ma pháp hoặc cạm bẫy. Thì trong cái lượt đó, khi mà bạn điều khiển quái thú này và cho nó tấn công và đối phương không có được kích hoạt ma pháp, cạm bẫy hoặc là cái hiệu ứng của quái thú, thì cái hiệu ứng nào các bạn tuyên bố thì không được xài các bạn nha. Thì mỗi lần một lượt bạn có thể tuyên bố tên quái thú Gadget, và đến cuối lượt thì lá bài này trở thành cái tên của quái thú đó. Cái tiếp theo có là Ancient Gear Reactor Dragon. Đây chính là quái thú chủ lực của bộ bài này với sức tấn công 3.000 thủ 3.000. Nếu lá bài được triệu hồi hiến tế bằng cách hiến tế một quái thú Ancient Gear, và khi quái thú này tấn công một quái thú mà ở trạng thái phòng thủ, thì lúc này hiệu ứng của nó sẽ tương đương là xuyên thủ, tức là nếu thủ của quái thú đối phương. Thế bình thường nếu mà quái thú đánh vào quái thú thủ các bạn thì sẽ không mất điểm gốc. Tuy nhiên nếu quái thú này, nếu con rồng này các bạn đánh vào một quái thú của đối phương thì có thể là gây thiệt hại và điểm gốc xuyên thủ luôn. Kế tiếp các bạn, chúng ta sẽ có là Ancient Gear Hydra, Ancient Gear Weaven. Lớp bài được hồi bình thường trường đặc biệt, bạn có thể thêm một Ancient Gear
từ trong một bài lên tay và trừ cái lá bài này, cũng như là bạn không thể up bài trong suốt cái lượt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của Ancient Gear Weaver này một lần mà thôi. Và nếu lá bài này tấn công thì đối phương không thể nào kích hoạt cái hiệu ứng cho đến cuối cái hiệp stand tap. Tất cả quái thú đối phương các bạn sẽ có là Ancient Gear, Catapult. Khi bạn không có điều khiển quái thú nào hết, bạn có thể chọn một lá bài ngựa bất kỳ mà bạn điều khiển và tiêu diệt nó. Nếu mà bạn làm như vậy thì triệu hồi đặc biệt một Ancient Gear từ trong một bài của bạn và bỏ qua luôn cái điều kiện triệu hồi. Bạn có thể loại bỏ lá bài này ở dưới 1 để mà chọn một quái thú ngựa mà bạn điều khiển, tiêu diệt nó. Và nếu bạn làm như vậy, triệu hồi đặc biệt một Ancient Gear Token với sức tấn công là 0 thủ 0. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của Ancient Gear Capable này một lần mà thôi. Chúng ta sẽ có là Ancient Gear Garistron Dragon. Thì con Garistron Dragon này chính là cái thể trước của cái con Ancient Gear Reactor Dragon này. Các bạn có thể so sánh thêm. Wow. Nếu lá bài này tấn công thì đối phương không thể kích hoạt ma pháp hoặc cạm bẫy cho đến hết cái dam step. Lá bài này sẽ được những cái hiệu ứng nếu mà bạn triệu hồi nó bằng cách hiến tế những quái thú sau. Nếu bạn hiến tế bằng con là Green Gadget thì lá bài này tấn công quái thú phòng thủ thì có khả năng xuyên thủ. Nếu bạn hiến tế một quái thú là Red Gadget thì lá bài này có thể gây đam khi mà con quái thú này mà gây cái thiệt hại chiến đấu và đối phương thì nó gây thêm 400 điểm nữa. Nếu mà hiến tế bằng con Yellow Gadget thì lá bài này khi mà destroy quái thú của đối phương battle thì gây vào thiệt hại của đối phương là 600 điểm. Thì nếu các bạn hiến tế bằng hai con luôn thì chắc chắn chúng ta có hai ứng trong đây. Sẽ có là Ancient Gear Golem, một lá bài quen thuộc đúng không các bạn, dành cho các fan của GX các bạn nha. Không có trường hợp đặc biệt, nếu lá bài này tấn công quái thú phòng thủ thì gây thiệt hại vào điểm gốc của đối phương bằng cách xuyên thủ luôn. Thì đây là hiệu ứng xuyên thủ các bạn, tấn công 3.000 thủ 3.000. Và đối phương cũng không thể nào kích hoạt ma pháp và cạm bẫy cho đến hết cái hiệp tính đam. Kế tiếp sẽ có là Ancient Gear Gaseon Chimera. Lá bài này sẽ được các hiệu ứng tương ứng với cái quái thú mà hiến tế để gọi ra nó. Thì nếu các bạn dùng Red Gadget thì lá bài được thêm 300 công. Nếu các bạn mà dùng Red Gadget thì lá bài này khi mà gây thiệt hại vào đối phương thì gây thêm 500 điểm vào đối phương nữa. Và nếu các bạn hiến tế bằng con Yellow Gadget thì khi mà bạn tiêu diệt được một quái thú của đối phương thì gây 700 thiệt hại vào đối phương luôn. Nó sẽ có là Ancient Gear Pit, không có trường hợp đặc biệt, lá bài này tấn công thì đối phương không thể kích hoạt ma pháp hoặc cạm bẫy cho đến cuối cái lượt dam step. Vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả các quái thú đối phương mà bị tiêu diệt qua chiến đấu bởi cái lá bài này, và bao gồm hiệu ứng ở dưới mộ các bạn nha. Nó sẽ có là Ancient Gear Engineer. Vô hiệu hóa tất cả cạm bẫy mà chọn vào lá bài này, tức là nếu mà có cái cạm bẫy đó mà target vào cái Ancient Gear Engineer này thì sẽ vô hiệu hóa luôn nha các bạn. Và nếu mà làm như vậy thì tiêu diệt luôn cái lá cạm bẫy đó. Nếu lá bài này tấn công thì đối phương không thể kích hoạt ma pháp hoặc cạm bẫy cho đến cuối cái hiệp dam step. Và cuối cái hiệp dam step đó thì nếu lá bài này tấn công thì bạn có thể chọn một phát cạm bẫy mà đối phương điều khiển tiêu diệt nó luôn. Chúng ta sẽ có là Ancient Gear Knight 4 sao, tấn công 1.800 thủ 500. Lá bài này được xem như là một quái thú bình thường khi nó ngửa trên sân, và bạn có thể triệu hồi nó thêm một lần nữa như là một cái lượt triệu hồi quái thú các bạn, thì để nó có thêm cái hiệu ứng. Thì nếu lá bài này tấn công, đối phương không thể kích hoạt ma pháp và cạm bẫy cho đến cuối cái hiệp dam step. Thì có một điểm đặc biệt thì đây chính là quái thú Gemini các bạn, một quái thú rất là hiếm gặp bây giờ. Bởi vì khi ở trên sân, các bạn triệu hồi bình thường ở ra sân thì nó được xem như là một quái thú bình thường. Và qua lượt kế tiếp các bạn normal monster một lần nữa thì nó sẽ có cái hiệu ứng bên dưới. Nói chung là hiện nay thì cái Gemini này có lẽ là không còn phổ biến nữa, mà nhưng mà tuy nhiên thì nó rất phổ biến ở cái thời trước đây, cách đây khoảng 10 năm trong cái hộp cũ các bạn nha. Nó sẽ có là Ancient Gear Soldier. Khi lá bài này tấn công thì đối phương không thể kích hoạt ma pháp hoặc cạm bẫy cho hết cái lượt dam step. Chúng ta sẽ có là Ancient Gear Pop. Nếu lá bài này được thêm lên tay của bạn hoặc là từ dưới mộ thêm lên tay, trừ khi là các bạn rút, tức là không tính là khi được rút các bạn nha, thì các bạn có thể lấy một lá bài Earth Machine từ số tấn công 500 số tấn công 500 hoặc thủ từ trong một bài mà lên tay và trừ cái con này. Bạn thì có thể kích hoạt hiệu ứng của Ancient Gear Pop này một lần mà thôi. Chúng ta sẽ có thêm một Ancient Gear Pop nữa, và đây chính là Gear Zower. Khi lá bài được bình thường, bạn có thể thêm một quái thú level 4 hệ Earth, hệ đất nha bạn, Machine từ trong bộ bài lên tay, trừ cái con này. Cũng như là bạn có thể, cũng như là bạn không thể tuyên bố tấn công hoặc triệu hồi đặc biệt, trừ triệu hồi qua ra quái thú là Machine trong suốt cái lượt đó. Chúng ta sẽ có là Planet Pathfinder. Bạn có thể hiến tế lá bài này để mà lấy một cái lá bài môi trường từ trong bộ bài lên tay. Chúng ta sẽ có là
Ninefield Ruler. Khi lá bài này ngửa lên sân mà rời sân trong khi nó đang thuộc cái quyền điều khiển của các bạn, tức là khi bạn đang điều khiển lá bài này các bạn, thì bạn có thể chọn một cái lá bài ma pháp môi trường từ ở dưới một và thêm lên tay của bạn. Chúng ta sẽ có là các stripper. Ở lượt một lượt bạn có thể tuyên bố một con số vì từ 1 tới 3 và gửi số lượng bài từ trên đến mua bài của bạn xuống dưới mộ, thì lá bài sẽ được 500 công cho mỗi cái lá bài được gửi xuống mộ như vậy. Và trong đến cuối lượt thì các bạn thì có thể nó sẽ được cộng lên đến 1500 tấn công. Và nếu lá bài này bạn điều khiển mà bị destroy và gửi xuống dưới mộ thì bạn được rút một lá bài. Card Stripper. Chúng ta sẽ có hai lá Card Stripper nữa. Chúng ta sẽ có là Gigant's Test. Không nó triệu hồi bình thường một úp, phải triệu hồi đặc biệt từ tay bằng cách loại bỏ một quái thú hệ đất, hệ earth từ dưới mộ. Và nếu lá bài này bị tiêu diệt bởi chiến đấu và gửi xuống mộ thì tiêu diệt tất cả ma pháp cầm bẫy trên sân. Một quái thú rất mạnh luôn các bạn, sức tấn công là 1.900 thủ 1.300 và 4 sao. Chúng ta sẽ có là Boxer. Khi lá bài này bị tiêu diệt, khi lá bài này tiêu diệt một quái thú của đối phương bởi chiến đấu và gửi nó xuống mộ thì bạn có thể đặt một cái counter lên lá bài này. Bạn có thể gửi cái lá bài này với hai counter xuống mộ để mà triệu hồi đặc biệt một quái thú hệ đất từ trong một bài của bạn ra sân. Nếu mà lá bài này mà bị destroy battle hoặc cái effect, bạn có thể loại bỏ cái counter trên nó thay vì 4 sao sức tấn công 1.800 thủ 1.000. Chúng ta sẽ có là Harden Arm Dragon. Bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này. Bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này từ tay bằng cách gửi một quái thú level 8 hoặc cao hơn từ tay của bạn xuống mộ. Nếu bạn hiến tế lá bài này để mà triệu hồi hiến tế quái thú level 7 hoặc cao hơn thì cái quái thú mà được hiến tế với con này dùng con này để làm nguyên liệu hiến tế thì sẽ không có bị tiêu diệt bởi hiệu ứng của bất cứ kẻ phép nào hết. Nó sẽ có là Spell Striker. Bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này từ tay bằng cách loại bỏ một loại ma pháp từ dưới mộ của bạn, thì lá bài này có thể tấn công đối phương trực tiếp. Bạn không có nhận thiệt hại nào từ cái chiến đấu của cái con này. Có là Maxi. Trong được cả hai người chơi, bạn có thể gửi lá bài này từ tay xuống dưới mộ, và mỗi lần một lượt như vậy thì bạn có thể khi mà đối phương triệu hồi gì đó thì triệu hồi đặc biệt quái thú thì bạn có thể rút ngay một lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng một Maxi một lượt mà thôi. Chúng ta sẽ có là Ancient Gear Fortress, một lá bài ma pháp vĩnh cửu dành riêng cho cái bộ Ancient Gear. During the turn there were no more special summon, thì được hiểu là trong cái lượt mà bạn triệu hồi bình thường hoặc là triệu hồi đặc biệt quái thú Ancient Gear thì đối phương không thể chọn những quái thú Ancient Gear đó, tức là quái thú Ancient Gear mà các bạn vừa triệu hồi, để mà làm mục tiêu, để mà sử dụng hiệu ứng của ma pháp cầm bẫy, cũng như là quái thú Ancient Gear của bạn sẽ không bị tiêu diệt bởi bất cứ ma pháp cầm bẫy hiệu ứng nào của đối phương hết. Và đối phương cũng không thể có kích hoạt bất cứ một cái hiệu ứng nào để mà chống lại sự kích hoạt của quái thú Ancient Gear mà bạn đã kích hoạt hiệu ứng. Nếu là bài này bị destroy khi nó đang nằm ở cái vùng Bell và Trap Card Zone thì bạn có thể triệu hồi đặc biệt ngay một Ancient Gear Monster từ trên tay hoặc là từ dưới mộ. Cũng như là trong cái lượt đó bạn sẽ không được quyền triệu hồi đặc biệt một Ancient Gear nào. Xin lỗi các bạn, và trong cái lượt đó thì bạn không thể nào triệu hồi đặc biệt một quái thú nào hết, trừ cái quái thú Ancient Gear các bạn nha. Thì đây chính là một trong những cái ma pháp chủ lực của Ancient Gear, dùng để bảo kê, bảo hộ, bảo trợ cho cái Ancient Gear của các bạn. Chúng ta sẽ có là Ancient Gear Castle. Thêm một lá ma pháp vĩnh cửu nữa. Tất cả quái thú Ancient Gear mà bạn điều khiển sẽ được cộng là 300 sức tấn công. Mỗi lần mà một quái thú triệu hồi bình thường hay là úp xuống thì bạn có thể đặt lên một counter lá bài này. Và nếu bạn triệu hồi hiến tế một quái thú Ancient Gear thì bạn có thể là sử dụng cái lá bài này làm cái nguyên liệu hiến tế, và miễn sao là cái số lượng counter trên lá bài này bằng hoặc nhiều hơn cái số lượng mà cái nguyên liệu cần thiết cho việc hiến tế đó. Chúng ta sẽ có là Ancient Gear Workshop. Chọn một Ancient Gear Monster dưới mộ và thêm nó lên tay. Chúng ta sẽ có là Gear Style. Cả hai người chơi luôn có thể triệu hồi bình thường Ancient Gear Monster với một cái nguyên liệu hiến tế, tức là chỉ cần một nguyên liệu hiến tế thôi các bạn nha. Khi lá bài này bị tiêu diệt và gửi xuống mộ, bạn có thể triệu hồi đặc biệt của Ancient Gear quái thú từ tay, từ bộ bài hoặc từ dưới mộ. Thì đây chính là cái lá bài môi trường khủng khiếp nhất của Ancient Gear luôn. Chúng ta sẽ có là Mausoleum the Emperor. Rất bình thường các bạn ha. Chúng ta sẽ có là Pseudo Space. Mỗi lần một lượt, bạn có thể loại bỏ một lá bài Field Bell Scat từ dưới mộ. Tức là mỗi lần một lượt bạn có thể loại bỏ một cái lá ma pháp môi trường từ dưới mộ của bạn. Cho đến cuối cái lượt đó thì cái lá bài này nó sẽ có cái tên giống với lại cái tên của lá bài bị được chọn, tức là lá bài bị banish, và bạn có thể thay thế toàn bộ hiệu ứng của lá bài này bằng cái hiệu ứng của lá bài ma pháp môi trường bị banish đi. Chúng ta sẽ có là Limester Removal, nhân đôi công của tất cả quái thú machine mà bạn điều khiển, và cái quái thú mà được nhân đôi công sẽ bị tiêu diệt vào cuối lượt, tự hủy các bạn ha.
là có là Machine Duplication. Chọn một quái thú Machine mà bạn điều khiển với số tấn công 500 hoặc thấp hơn, triệu hồi đặc biệt thêm hai con quái thú trong bộ bài với cùng tên của quái thú được chọn. Nó sẽ có là Inferno Reckless Summon. Người hiểu của nó như sau: khi có chính xác một quái thú tấn công 1500 hoặc thấp hơn được triệu hồi đặc biệt lên phần sân của bạn, khi mà đối phương có điều khiển một cái quái thú phải up, thì bạn có thể triệu hồi đặc biệt tất cả các quái thú có thể cùng tên với quái thú được triệu hồi ra sân, từ trên tay cũng được, từ trong bộ bài của bạn cũng được, hoặc là từ dưới mộ cũng được ra trên tay tấn công, cũng như là đối phương cũng có thể triệu hồi đặc biệt tất cả các quái thú như vậy cùng tên với quái thú mà trên sân đối phương điều khiển, từ trong bộ bài của họ, trong tay của họ hoặc là dưới mộ luôn. Chúng ta sẽ có là Galaxy Cylon. Chọn một ma pháp và cầm bẫy ở trên sân, tiêu diệt nó. Và trong cái main phase, trừ cái lượt mà lá bài này được gửi xuống mộ, bạn có thể loại bỏ lá bài này từ dưới mộ để mà chọn một lá bài ngửa phay up Bell Strap cạc lên sân và tiêu diệt nó. Và bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của Galaxy Cylon này một lần một lượt mà thôi. Chúng ta có là Terraforming. Lấy một lá bài ma pháp môi trường từ trong bộ bài lên tay. Chúng ta sẽ có là Zap Avarice. Chọn 5 lá bài ở dưới mộ, trừ cái lá bài này, xào 5 lá trong bộ bài để mà rút một lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt một cái lá bài một lần một lượt mà thôi. Chúng ta sẽ có cái bài là Mischief of the Snow Mist. Trong cái lượt này, giảm tất cả level của tất cả quái thú trên tay của người chơi bởi 1. Bạn có thể loại bỏ lá bài này ở dưới mộ để mà giảm tất cả level của quái thú ở trên tay một level. Ví dụ như quái thú mà đang level 7 cần 2 vật liệu hiến tế, bạn có thể giảm một level xuống còn level 6 thì nó chỉ cần có một vật hiến tế mà thôi. Chúng ta sẽ có là Machine King. Bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này như là một thuốc có hiệu ứng, và lá bài này sẽ được xem như là một lá bài trap luôn. Kế tiếp chúng ta sẽ có là Fetish Chain. Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn một quái thú có hiệu ứng ở trên sân và vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú đó, thì quái thú đó sẽ không thể nào tấn công được, và khi quái thú bị tiêu diệt thì tiêu diệt lá bài này luôn. Chúng ta sẽ có là Corner of the Houses, quá quen thuộc đúng không các bạn. The Hill Revolution is over. Khi mà một lá bài cạm bẫy hoặc là một quái thú đối phương hoặc có hiệu ứng quái thú được kích hoạt mà tiêu diệt từ 2 hoặc nhiều lá trở lên thì vô hiệu hóa hiệu ứng và loại bỏ nó khỏi cuộc chơi luôn. Chúng ta sẽ có là Ancient Gear Token. Rồi, và hiện tại thì mình đã mở hộp xong cái hộp bài này. Nếu các bạn thích video thì các bạn có thể bấm nút like hoặc subscribe để là người đầu tiên xem những video mới nhất tại MHDU Channel. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.